Này cặp kiến cổ nha bạn, cặp này cặp trung nu này nha, form này form lùn. Form này form 6 tấc nha. 60 cm á. Và nó được khoảng 25. Dòng kiến cổ nha bạn. Dòng này dạo nuôi nhạo đuôi lân nha, chứ không phải như nhạo nắp ấm nha bạn. Cây kiến cây tự dính vô cây mẹ luôn, rim luôn á nha, chứ không phải cây ghép đâu nha. Trung nu, phơm thì phơm lá trung, phơm lùng. Sẹo đổ liền cũng gần hết rồi nè, sẹo. Kích đoạn nè bạn, một đoạn nè, hai đoạn nè, ba đoạn nè, bốn đoạn nè, đoạn này đoạn thứ năm. Kích năm đoạn nè bạn nha các bạn. Phơm kiên cổ. Trung nu. Cái này mình báo giá tại nhà nha các bạn. Đóng lận cặp lên, cái này mình báo giá tại nhà, nếu đóng đóng cái kiện cũng lớn à, đóng chung hai cây hoặc là đóng từng kiện. Cặp này cũng đẹp các bạn, cặp này già, cái quai này nuôi kiến cổ mà bạn thấy chích đoạn nè, chích cái đoạn nè bạn thấy ghê chưa, cái đoạn bự tổ vậy nè, lên được cái đoạn mình nuôi được cái cành đây, cái chích thêm một đoạn nuôi được cái cành đây, chích một đoạn cái nuôi đây nuôi đây nuôi đây, trời ơi nuôi kiến cổ nó lâu. Trong nuôi mà nhưng mà nuôi cái bonsai mà nuôi cái ngọn nó bự vậy nè. Đó. Cái ngọn bên đây nó bự vậy nè. Nhìn vậy chứ lâu lắm nha bạn. Nuôi rồi nuôi thêm một cây thử nữa, cây thử chích ba đoạn nữa. Cái tổ kiên cổ thì công phu lắm nhưng mà bán không nhiều tiền đó. Không? Thời gian nó chậm hơn cây bonsai rất nhiều. Giá trị kinh tế nó không có, giờ người ta bỏ cũng nhiều các bạn. Sau này mà chơi kiên cổ thì cũng phải chạy đi kiếm á. Cây bonsai kiếm dễ chứ kiên cổ sau này người ta ít làm. Giá trị kinh tế nó không có. Bộ này bộ tam can ngũ thường nha bạn. 3 năm. Cây tử 3 dĩa, cây mẹ 5 dĩa.